Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capharnaum ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng Chúa Giêsu đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha sở, quý dì và anh chị em, chúng ta thấy trong bài tin mừng có một sự chuyển biến về nhận thức của đám đông. Lúc ban đầu họ đã bắt đầu thấy là sửng sốt, dùng động từ là sửng sốt về cái cách giảng dạy của Chúa Giêsu. Họ thấy rằng Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền chứ không như các kinh sư. Vậy có nghĩa là các kinh sư có thể học cao biết rộng bằng cấp đầy mình, nhưng mà khi giảng thì hùng hồn, có thể là hấp dẫn về bên ngoài, nhưng mà nó không có cái gì ở bên trong. Nó không phải là một sự thật, một cái chân lý mà họ xác tín. Nên nó như là những nhà tuyên truyền, những người đi thuyết giảng vậy thôi, chứ không phải là một cái lời từ thâm sâu trong tâm hồn. Nên Chúa Giêsu thì khác hẳn. Ngài giảng dạy như một đấng có uy quyền. Từ cái bước đó mà chúng ta sẽ thấy đến cuối bài đó, thì sự nhận thức của đám đông bắt đầu thay đổi nhiều lắm. Kinh Thánh nói hồi nãy sửng sốt thì bây giờ nói đến sững sờ. Sửng sốt thì vẫn còn là ngạc nhiên thôi. Người ta có thể bảo: Ô, ông này ở đâu mà hay quá vậy, giỏi quá ha. Nhưng mà sững sờ thì có nghĩa là không thể tin rằng lại có thể có một con người giỏi như vậy, nói như vậy. Là bởi vì họ bàn tán với nhau là lời giảng dạy. Hồi nãy mới là chú ý đến lời giảng dạy, bây giờ cũng nhận thấy là lời giảng dạy thì mới mẻ, dạy lại có uy quyền. Nhưng mà bây giờ thêm cái này này, ông ta còn ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Vậy là ngoài cái điều chân lý từ trong tâm can của Chúa Giêsu nói ra, nó có một sức mạnh thuyết phục người ta hơn là những sự hùng biện. Thì ngoài cái đó ra lại còn có một quyền năng của một đấng mà chính thằng quỷ nó tuyên xưng dùng cho đám đông: ông là đấng thánh từ Thiên Chúa, đấng thánh của Thiên Chúa. Vậy là có một sự chuyển biến rất là độc đáo, chứ không phải là dừng lại ở cái mức trầm trồ thán phục, nhưng mà đi đến một cái chỗ là bắt đầu để cho Chúa có ảnh hưởng trên đời của mình. Cái sự kiện Chúa Giêsu trục xuất bằng quỷ ra làm cho đám đông kinh ngạc và sững sờ. Lâu nay chẳng ai làm được điều đó. Bây giờ đã có một đấng đến và đẩy lui được cái bóng tối. Bóng tối bấy lâu nay làm giam hãm con người ta trong một sự sợ hãi và bế tắc tuyệt vọng. Thì bữa nay đã có một đấng đến chọc thủng cái mây mù, chọc thủng cái lưới bủa vây con người ta như vậy. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn đang được Chúa Giêsu giảng dạy và quyền năng của Ngài vẫn đang chữa lành cho ta. Khi còn bé, bản thân chúng con đã được đọc một cái cuốn sách Thượng Đế Vẫn Còn Làm Phép Lạ.
của một ông thiếu tướng ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng, thiếu tướng quân y. Trong quyển sách đó họ đi đến một cái xác tín là thượng đế vẫn còn làm phép lạ, có nghĩa là đến cái thời đại ngày hôm nay người ta không tin vào phép lạ nữa, người ta không tin là có một đấng quyền năng ở giữa chúng ta nữa, may lắm là người ta đến để nghe một nhà thuyết giảng thôi. Tại vì có lẽ là chân lý từ lời của Chúa có một cái gì đó hay, có một gì đó hấp dẫn, cộng thêm cái khả năng múa tay múa chân mà giảng hùng hồn xùi bọt mép lên hùng biện đấy. Có thể ngày hôm nay cái đó vẫn còn đang cạnh tranh được với những tay mà gọi là du thuyết xuất sắc như là Bill Clinton hay là Hillary Clinton, hay như cả như là Obama mà sang Việt Nam nói chuyện một bài mà người ta cảm thấy thấm thía. Chúa Giêsu vượt lên trên hẳn cái đó. Không phải là những cái khoa ăn nói, không phải là cái sự hùng biện bên ngoài, không phải là một sự đắc nhân tâm theo kiểu tâm lý tự nhiên, nhưng mà có một cái sức thu hút lạ lùng của bên trong của Chúa Giêsu. Và không dừng lại ở đó, Ngài còn có quyền năng. Thượng Đế ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục chữa lành chúng ta mà chúng ta không thấy. Chúng ta vẫn cứ chờ đợi những cái phép lạ hy hữu hấp dẫn, nhưng mà chúng ta không ngờ là chúng ta đang được cứu, chúng ta đang được chữa. Những phép lạ rất là bình dị, rất là hàng ngày. Chúng ta đang được thay đổi, chữa lành một tâm hồn từ cái chỗ chai đá mà có thể mềm ra. Trong những ngày vừa qua con ngồi con viết cái bài cho cái số báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà sẽ ra vào Tết kỳ này, thì con mới nhìn lại được là Chúa chữa lành cho con từ từ. Từ từ, từ năm 21 tuổi, con với anh Khoa là người đánh đàn đây, là những bạn trẻ 20, 21 tuổi, con 21, anh này 20. Chúng con có đạo mà không có Chúa. Anh Khoa thì chưa biết Chúa, nhưng mà qua khi đi hát với ca đoàn Tâm Ca thì bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó lôi cuốn từ phía Chúa. Nhưng mà rõ ràng tụi con chưa có Chúa. Con là người đẻ ra là có đạo mà không có Chúa. Nhưng mà Chúa chữa lành cho mình từ từ, qua những chuyến đi, qua những cuộc gặp gỡ, qua những lời giảng dạy, qua cái phong cách của một linh mục lúc đó rất là lạ, tụi con rất là thích thú. Thì Chúa bắt đầu chữa lành mình từ từ, để mình không còn chỉ là cái người dạy giáo lý theo cái kiểu là mở sách ra giáo án để nào là dạy. Lúc đó con đã là giáo lý viên của giáo sư Francisco Da Cao, nhưng mà dạy giáo lý nhưng mà không có Chúa. Thế là cái điều đó, nó từ trong sách nó vào, nó qua con mắt, nó vào cái óc mình, rồi là cái miệng mình dạy cho học trò vậy thôi, mà nó không có đủ cái xác tín rằng Chúa là thế nào trong đời của mình. Trong khi việc dạy giáo lý phải là làm chứng cho người ta thấy rằng Chúa đó, Chúa đã thay đổi đời tôi này, Chúa đã cứu tôi này, Chúa đã làm cho tôi thành một con người thế này, thế này, thế này. Và bây giờ việc dạy giáo lý là tôi kể lại, tôi làm chứng lại, tôi giới thiệu, tôi khoe với mọi người là Chúa đã cứu tôi như thế này đây. Nên thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đang được chữa lành không phải là đau bệnh này, bệnh kia, bệnh nan y rồi bây giờ Chúa chữa lành, có, cái đó cũng vẫn có luôn. Nhưng mà chúng ta cần nhận ra một điều là chúng ta đang được cứu, đang được chữa rất là nhiều. Ngày hôm nay thằng quỷ nó không có xuất hiện một cách ghê gớm, lè lưỡi sừng mọc, xin lỗi các sơ ngày xưa đi học bị các sơ khủng bố, hình dung ra một thằng quỷ ghê quá để mình sợ nó. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ quỷ nó đâu có xuất hiện cái dạng đó, đâu có xuất hiện là có răng nanh, có sừng lè lưỡi khè khè ra lửa, rồi có cái đuôi. Bây giờ quỷ lại hấp dẫn và lôi cuốn vô cùng. Quỷ nó có thể nó nằm ở ngay trong cái TV, có thể nằm ở trong cái Internet, có thể nằm ở trong Facebook, có thể nằm ở bất cứ chỗ nào. Và cuối cùng nó chui luôn vào trong cộng đoàn. Nếu mà đời tu của chúng ta mà sơ sẩy một tí là nó chui luôn vào trong cộng đoàn, nó chui luôn vào trong cái đoàn thể chúng ta đang cộng tác, đang phục vụ. Nó chui luôn vào trong đời của ta, nó nằm ở trong lòng. Lâu lâu nó kích cho một cái là nổi điên lên, đập bàn đập ghế, lâu lên là chửi nói những lời nặng nề với nhau. Lâu lâu nó nổi điên lên để chúng ta, nó nổi dậy để làm cho kích cho chúng ta xa Chúa, trở thành nô lệ cho nó. Bị ma quỷ nó chiếm hữu có nghĩa là không còn tự do để mà thực hiện điều Chúa muốn nữa.
mà bị lôi kéo bởi tiền bạc, bởi sắc dục, bởi danh vọng, bởi địa vị, bởi quyền lực và lợi ích. Bà con người ta có thể làm những chuyện mà mình không ngờ. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn dắt chúng ta đi. Anh chị em có cảm nhận được là mỗi một Chủ nhật nó có một cái cám dỗ là thôi hôm nay không đi lễ. Vậy mà cuối cùng chúng ta vẫn đến nhà thờ. Đang sắp sửa đi lễ thì lại xảy ra một cái chuyện này, xảy ra một cái chuyện kia. Có người, thưa cha con đi du lịch, con biết là nó trúng vào ngày Chủ nhật rồi đó. Tới ta đang đi trong tuyến du lịch đó, con nhìn thấy cái xe du lịch của con nó chạy ngang qua cái nhà thờ, con biết là nó sắp sửa có lễ rồi. Thấy người ta đi lễ mặc áo dài đi lễ, áo long trọng chứ không, ngoài quốc thì nó không áo dài, nhưng mà nó mặc đồ long trọng là ta biết người ta đi nhà thờ. Con rất là muốn xuống, nhưng mà có một cái gì đó làm cho con ở lại trên chuyến du lịch mà không xuống với thánh lễ. Có những, em ngược lại, có những em nó là bộ đội nghĩa vụ quân sự. Hôm đó nó đến xưng tội, không lỗi cái này không, không phải là tiết lộ bí mật tỏ giải tội. Nó xưng tội xong nó còn tâm sự, nó kéo ra ngoài ngồi, nó nói thưa cha, cho con nói chuyện với cha một tí. Hôm nay con phải vượt thoát bao nhiêu cái thì con mới đến đây để xưng tội được. Bố mẹ con thương con quá nên chạy trọt cho con hết bao nhiêu tiền đó, để mà con không có bị nghĩa vụ quân sự mà ở xa, con được phải đóng quân ở Sài Gòn. Nhưng mà khi người sếp của con mà biết con là theo đạo, biết con làm dấu thánh giá thế này thế kia thì gọi đến cảnh cáo, mày mà còn như thế này nữa thì mày bị trục xuất khỏi đây, bao nhiêu tiền bạc bố mẹ mày chạy mất hết, mày tiếp tục ra cái chỗ mà khốn khổ nhất. Nó nói thưa cha con cũng sợ chứ, con cũng sợ khổ chứ, nhưng mà sao có một cái gì đó con xin với Chúa là Chúa cứu con. Và cuối cùng thì dù là con không đi lễ được nhưng mà con vẫn quỳ xuống đọc kinh. Người ta nhìn con ra ghét con, người ta chửi, người ta chế nhạo, bạn bè con nó nói con là mày là đồ ngu thế này thế kia, nhưng mà cuối cùng con thấy bình an chà. Và ngày hôm nay là có công tác giao cho con chạy hậu cần, con chạy vèo một cái con đến nhà thờ, con kịp xưng tội buổi sáng hôm đó là sáng thứ sáu. Con mới hỏi lại cậu bé là thấy con có còn kịp đi lễ là thưa không, chiều hôm nay con không còn kịp đi lễ nữa, nhưng mà lòng con vẫn khao khát. Vậy tức là cuộc sống của chúng ta luôn luôn có một cuộc đấu tranh rằng co dữ dội giữa một thằng quỷ rất là hấp dẫn và giữa với một Chúa Giêsu ngày hôm nay không còn hấp dẫn. Xin lỗi nói chắc giờ Chúa không có giận con, nhưng mà ngày hôm nay tất cả những gì của hội thánh dọn ra cho mọi người không còn hấp dẫn đối với con người thời đây nữa. Chúng ta ca đoàn có thể hát rất là hay, nhưng mà làm sao mà bằng được thế gian bên ngoài nó hát hấp dẫn nhiều. Bữa tiệc của chúng ta trong nhà thờ làm sao người ta có hiểu được là giá trị nó quý hơn tất cả những bữa tiệc cưới ở cái gì Aquatorian, ở những cái nhà hàng khủng khiếp. Đến mức mà khi người ta quyết định chọn lựa là nhà thờ hay là thế gian thì thế gian luôn luôn hấp dẫn hơn. Người ta vào nhà thờ bên dòng của con, dòng Chúa Cứu Thế đó, người ta vẫn ở ngoài, ngoài sân, trong nhà thờ còn chỗ mời không vào. Hỏi tại sao không vào, ở ngoài cho nó mát. Nhưng mà đi đám cưới thì có ai ngồi ngoài sân đâu. Đi đám cưới là người ta chạy vào trong bàn, người ta ngồi đàng hoàng ăn cho nó ngon, bỏ tiền túi đâu phải ăn cho nó bỏ. Không ai bao giờ đi ăn đám cưới mà lại ngồi ở bên kia đường, ngồi ngoài sân, bãi giữ xe. Nhưng mà có thể người ta đến với Chúa như vậy đó. Vậy thì thưa anh chị em, vẫn luôn luôn có một cuộc chiến giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm vui và nỗi khổ và đau khổ, giữa Thiên Chúa và thế gian. Nên chúng ta vẫn cần đến lòng thương xót của Ngài. Thì con xin kết thúc bằng một câu chuyện. Con chép được trong cái sổ tay của cha Tiến Lộc. Nó cho thấy là ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục chữa lành cho chúng ta. Vấn đề là ta có để cho Ngài chữa lành hay không, hay ta vẫn để cho tất cả những cái khác nó lấn mất chỗ của Chúa, nó quyết định đời của ta, nó cứu vãn đời ta, nó chữa cháy cho đời ta. Trong khi đó Chúa thì muốn thay đổi số phận của chúng ta. Câu chuyện trích từ trong Eco de Luốc, một tạp chí ở Đức Mẹ Lộ Đức. Có một người vô thần có đứa con gái yêu quý bị bệnh bại liệt mà các bác sĩ đều đã chịu bó tay, không tài nào cứu chữa được nữa. Ông nghe những người quen biết đồn rằng Đức Mẹ Lộ Đức nước Pháp có thể chữa lành cho cô bé.
Cuối cùng thì ông cũng đã chấp nhận, trong lòng người vô thần thì tức lắm, nhưng mà vì thương con gái, ông vẫn đưa con được đến Lộ Đức. Ông tuyên bố với những người bạn của ông, cả công giáo lẫn vô thần rằng, nếu tôi thấy con gái tôi được chữa khỏi, nếu tôi thấy tỏ tường nó trỗi dậy và đi lại được, tôi sẽ tin rằng Thiên Chúa hiện hữu. Khi đến Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, ông đưa con gái lại gần, chen giữa đám đông những bệnh nhân đang vây quanh chiếc giếng mà Đức Mẹ vẫn thường làm phép lạ. Khi đó có cha Bai Di, một linh mục thường trực phụ trách ngay tại địa điểm hành hương này. Ông ta nói với cha Bai Di về nỗi niềm bán tín bán nghi của mình vào phép lạ. Và đúng lúc em bé được đưa xuống giếng cạn để nhúng ướt hoàn toàn trong nước, cha Bai Di đã lớn tiếng nói với mọi người đang có mặt ở đó rằng, có ai trong các vị hiện diện ở đây bằng lòng tận hiến chính mình làm hy tế cho Thiên Chúa nhân lành để cầu nguyện cho một người vô thần này không? Có ai không? Chỉ một người thôi, bằng lòng cam chịu cơn bệnh nan y cho tới chết để cho cô bé đáng thương này được lành và để cho người cha vô thần này trở lại niềm tin vào Thiên Chúa không? Mọi người im lặng. Mấy phút trôi qua, bỗng có một nữ bệnh nhân trung niên chống hai nặng hai bên nách, khó nhọc bước ra khỏi đám đông và nói một cách nhỏ nhẹ và khiêm tốn, vâng, có tôi xin tự nguyện. Ngay lúc ấy bé gái liền được khỏi bệnh và tự mình bước ra khỏi miệng giếng. Người cha vô thần vội quỳ sụp xuống thổn thức, lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con tin rồi. Amen.